hello xin chào anh chị các bạn thì trong quá trình mình chuẩn bị cái kết bản để demo hướng dẫn anh chị các bạn dựng cái ccd trên aws bằng amazon ecs ha à, thì mình làm thì mình muốn là build cái hạ tầng môi trường development của mình bằng một cái còn là infrastructure code thì trên aws mình hay dùng là CDK là cloud development kit có nghĩa là mình tạo hoàn toàn cái hạ tầng này của mình bằng Um, một bằng ngôn ngữ lập trình mình ha cụ thể mình viết bằng TypeScript ở đây thì hy vọng là chuỗi series của mình hoàn thành trong năm 2023 và mình sẽ uh, tiếp tục chỉ các bạn làm sao để viết một cái hạ tầng uh, toàn bộ bằng code ha chứ chúng ta cũng sẽ không cần phải click click trên màn hình này nữa mà tuy nhiên thời gian đầu khi mà chúng ta mới bắt đầu với đấy thì mình muốn khuyên các bạn sử dụng trên AWS Console ha, để mọi người hiểu cái tính năng và cách cách thức các dịch vụ hoạt của Android hoạt động tương tác với nhau như thế nào thì trong mục tiêu cơ bản này mình chia sẻ với các bạn một cách hay ho về cái auto scaling của Amazon ECS ha thì uh, mình thử scale và mình cho một cái giới hạn là scale tới một nghìn pod, thì uh, anh chị các bạn cùng xem mà trong cái bài này mình sẽ scale từ một từ một cái uh, con gọi là con phalet hay là một cái task thành một uh, nghìn con thì nó sẽ kéo dài, dài khoảng bao nhiêu lâu à? thì cái, cái thiết lập thiết lập của mình mình sẽ làm như này, thì cái mô hình của mình á thì mình sẽ tạo cái VPC này trong cái VPC này sẽ mình tạo một cái à, trong này có ICS và có cả AOB ha. thì cái ICS này nè thì mình sẽ dựng một cái dịch vụ không một cái dịch vụ này chạy ở default ha và port nó là 8080 uh, à, mình port vào ICA, cái ACR của mình mình sẽ có đường dẫn là siệc uh, uh, root và siệc info thì cái siệc root và siệc info nó khác nhau như nào mình mở các bạn ví dụ như là siệc info thì sẽ là thông tin support của mình ở đây ha còn siệc uh, Uh, root còn là hello anh à kể trang homepage của chúng, của chúng ta rồi để bắt đầu thì mình chắc mình sẽ uh, tiến hành mình sẽ xóa các con uh, task ở trong cái target của chúng ta ha. mình sẽ vào dịch vụ default của mình này. hiện tại nó còn 988 cái running ha mình vào task này thì trong này nó sẽ có một cái tính năng để mình gọi là stop ha thì mình sẽ stop on và mình sẽ xóa hết cả ngàn cái à da, um, con ba đang chạy ở trên uh, Amazon EC2 fargate nào. Thì mỗi con fargate này mình cấu hình là mươi uh, 256 CPU với 512 RAM. Tuy nhiên uh, cái này các bạn làm xem các bạn hiểu cái quá trình scale nó như thế nào. Còn trong thực tế thì các bạn uh, nên cân nhắc làm tại vì nó sẽ tốn kém chi phí Tất nhiên mình làm xong mình sẽ xóa luôn chứ mình sẽ không có để này liên tục chạy một ngàn cái port này. Thì trong quá trình chờ này thì mình sẽ mở để các bạn cùng xem một cái này ha, mình sẽ mở để các bạn xem cái à cái auto scale mình cấu hình như thế nào. Mình sẽ mở cái cái phần à CDK của mình ở đây. Service đây. Trong service này mình sẽ có cái phần update service. Thì trong update service thì mình sẽ drop cái này xuống à, còn một thôi, để một cái task thôi. Uh, trong phần này mình sẽ có cái sự auto scaling ở đây thì Service auto scaling các bạn thấy này mình sẽ để là min là một và maximum là một nghìn ha để các bạn xem là có quá trình nó keo keo từ 1 cho đến một nghìn nó sẽ bao nhiêu lâu uh, mình sẽ keo chuyện trên hai tiêu chí một tiêu chí là step uh, scaling dựa trên cpu và một cái nữa là scaling dựa trên cái à, cái gọi là gì yeah, uh, số lượng request per target thì mình có một cái target group trong target group có rất nhiều các cái con target của chúng ta thì các bạn nếu các bạn quên phần này các bạn có thể xem lại phần trước giúp mình nhé mình tạm thời mình lưu nha để nó drop để cho mình còn một con máy đã chứ không thôi nó chạy mấy cái này sẽ lâu lắm mình sẽ cấu hình cái này cái một ra chờ chờ nó à, chờ nó scale về một thì mình giải thích một chút ha. trong cái phần mà scale giữa hai tiêu chí tiêu chí thứ nhất CPU Uh, của cái uh, cái container chúng ta ha. thì mình cứ để một uh, cái nguyên lưu như thế này này ví dụ như mình cứ thấy là cpu của mình á uh, loan quan đâu đó khoảng tầm 40 đến 60 thì mình sẽ remove ví dụ như là uh, 40 thì mình remove 2 này hai cái task ha. còn 60 mình remove một ra có nghĩa là uh, cái này có nghĩa là mình giảm số lượng máy chủ khi mà nó tải thấp còn uh, cái uh, policy mà khi mình tăng thêm ví dụ CPU mình lên 80% này trở nên 80 phần trăm trở lên đấy thì mình sẽ tăng lên ví dụ như trong 80 phần trăm thì các bạn sẽ tăng lên 2 còn uh, ví dụ như hơn 80 phần trăm thì các bạn sẽ tăng lên 4 ha thì cái này gọi là step step scaling à, cái chữ ở đây ha à, uh, các bạn hoàn toàn có thể là cấu hơn cái này một cái giai đoạn là cool down period cool down period có nghĩa là khi mà nó thực hiện một lần scale đó giả là mình, mình nói là trên 80 phần trăm là nó nó nở ra hai hai cái task rồi thì trong vòng 120 giây tiếp theo Nó sẽ không có nở nữa Thì cái này cái ý tưởng của nó về cái phần cooldown thì mình cũng sẽ để cho nó là 20 giây thì khi các bạn làm trong thực tế các bạn phải cân nhắc hai cái chỉ số rất quan trọng tại vì cái chỉ số nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc các bạn scale ít hay scale nhiều à, ví dụ như mình bảo là scale in của mình là cooldown là 20 20 giây có nghĩa là à, sau khi mình trừ đi số lượng loại rồi bỏ số lượng task rồi á thì uh, mình sẽ chờ 20 giây để mình làm hoạt động tiếp theo ha. Tại vì cái này việc để tránh trường hợp là chúng ta cứ scale 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 nó liên tục thì trong môi trường lát thì các bạn muốn scale nhanh thì các bạn sẽ để con số cooldown này thấp thấp thôi nha Cũng như là uh, nở ra nhiều thì các bạn nên để ví dụ như là để ví dụ như là 10 giây, 15 giây, 20 giây gì đấy nó để nó nở ra nhiều hơn các bạn thấy cái hoạt động của nó. Uh, với một cái scaling policy thứ hai là mình cấu hình là dựa trên số lượng count per target là cụ thể của mình đây là cấu hình số lượng request per target thì chúng ta có một cái target group trong target group chúng ta có hàng trăm cái con target thì mình sẽ bảo là như này cứ một trung bình cứ một con target đấy thì hứng một cái request ha cứ nếu mà quá một request thì nó sẽ nở ra và mình sẽ để nó nở ra rất là nhanh uh, có turn off scale in hay không và scale scale out cooldown để là một giây có nghĩa là sau một giây mình tiếp tục nó nở tiếp một giây mình tiếp tục nó nở Nên scale, scale in mình sẽ để mặc định là mà 300 giây có nghĩa là 5 phút ha có nghĩa là sau 5 phút nó đã thực hiện scan một lần thì phải chờ 5 phút tiếp theo rồi đó là cái policy của mình để mình kiểm tra cái task của mình hiện tại là đang có bao nhiêu cái nào task của mình hiện tại đang có về default service này các bạn thấy là có một task đang running và các bạn thấy này à, mình sẽ để xịt cái info ở đây ok mình thấy là number of service này pending à, task là không này running là một à. à, bây giờ mình sẽ thực hiện à, pumping traffic ha. À. thì mình có viết cái một cái strip để mình booming traffic thì chúng booming traffic này nó sẽ uh, giúp cho mình là à, kiểm tra số lượng response lỗi uh, lỗ như thế nào số bao nhiêu thành công số nào không thành công à, thì mình sẽ bắt đầu mình chạy dần dần đi thì cái cái cơ chế này nó viết là sẽ là như này à, mình sẽ chạy 100.000 uh, request là số lượng n là số lượng request c là số lượng concurrent cũng là 50 mươi concurrent cùng block queue q cái là Uh, rate là uh, là, gọi là request per second nó sẽ gửi 50 con mỗi con gửi một request per second nào. thì cái này để nếu mà các bạn để mặc định thì nó sẽ chạy nhiều hơn uh, nó sẽ chạy nhiều cái con concurrent này. Oh, thì con này thì mình để là chạy cũng chạy 100.000 nhưng mà chạy concurrent là 10. Nếu mà không không đặt tả cái queue á trừ um, quy á thì uh, nó sẽ cung liên tục ha nó sẽ không rest ở trên cứ một request per second như những thằng này ha. thì để lần đầu tiên nó chạy nó sẽ phải chờ một lúc đó đó khoảng mình thấy đó, đó khoảng tầm hai ba phút ha để bắt đầu nó bắt đầu nó giãn nở ra ha. thì mình sẽ đặt cái thăm một đồng hồ ở đây để các bạn sẽ mình để mặc định là một tiếng nha rồi uh, các bạn sẽ cùng xem với mình là nó scale đến một nghìn thì nó hết bao nhiêu bao nhiêu lâu ha rồi mình sẽ để pause video này lại Đấy các bạn thấy không mình chờ nó khoảng tầm gần 4 phút á, thì bắt đầu nó sinh uh, ra các task mình chạy chạy ha mình thấy là running của mình vẫn đang là một nhưng mà bending task nghĩa là chờ là heo chất những cái task mới ok đó, thì đang là 240 task đang running ha. mình mở về cái console của mình coi nè refresh này. đó 240 đang bending mà một running uh, thì đâu đó khoảng 4 phút thì bắt đầu là nó nhận biết là nó nở ra à, running nó là chín rồi này và cái bên tác là 7 312 các bạn thấy là container IP của mình là bao 10.10.30 10 này nó nhảy liên tục này đó Tại vì mỗi lần mình request thì có thể hướng đến một con uh, container khác còn nếu mà các bạn muốn request mà qua uh, application load balancer rồi đến uh, Fargate luôn đó, thì các bạn sẽ cần uh, cấu hơn cái sticky sticky session này. rồi mình sẽ chờ thêm uh, con sẽ bao nhiêu lâu nó sẽ đến được 1.000 hiện tại đang có banding 360 này, này. Uh, running là uh, 166 166 nha Ok, chúng ta chờ đó đó khoảng uh, 10 phút ha, nó lên tới 1000 task running ha, và số lượng pending hiện tại là không, nó quay về cái cần số chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy là cái việc scale này nó sẽ diễn ra rất 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 rất, rất nhanh ha. Mình tạm thời mình tắt cái này đi nha. Uh, nó diễn ra rất, rất nhanh và đây là kết quả chúng ta, chúng ta có 1000 task uh, chạy trên Fargate của uh, Amazon ECS ha. Um, rồi chúng ta coi phần target uh, target group của chúng ta này service help heo này Đã coi là cái sức khỏe dịch vụ chúng ta anh các bạn thấy đúng không ạ một nghìn một nghìn tab running có là khi các bạn dùng đây là kiểu mình sử dụng ra giống serverless ha trên container của nó dùng Fargate ECS à, nó rất ổn định và nó sẽ rất rất nhanh ha. điều này rất là tuyệt vời khi cả hệ thống các bạn mà hệ thống mà phục vụ những cái gọi là pick của cloud này một nghìn con con target là chúng ta sẽ có cái IP của mình ở đây chạy bỏ tháng không và container của mình thì uh, tiện trong phần này mình cũng uh, mình sẽ tắt cái phần uh, tắt cái phần pull mình traffic của mình đi nha uh, tiện ở đây mình sẽ muốn hỏi các bạn một cái này uh, thì trong một cái có uh, một cái task này thì mình mở một cái kiện okay. uh, mình uh, mở một cái task ra bất kỳ ra nha đây thì trong cái task này á uh, các bạn thấy ở đây này Để mình thoát này đi À, các bạn thấy không, à, mình sẽ chạy đâu đó khoảng 99.000 response uh, là 200 OK này Có 3 cái lỗi 400 và 2 cái, 5 cái lỗi là 50, 502, lỗi server size Còn nếu mà cái này chạy thì nó đâu đó nó... mà Tại vì cái này cái rate nó thấp hơn mà mình request uh, per second thấp hơn mà Nên là nó sẽ được có đâu đó khoảng 40.000 response thôi Có 5 response là bị lỗi không Tại vì cái thủ tục của mình viết ở đây là thủ tục mà mình viết bằng async à, Cái inform viết bằng async Và async của mình á à, Nó sẽ cần phải gọi những cái dịch vụ ha. À. Ví dụ như gọi là dịch vụ lấy thông tin của một cái task Thì các bạn xem này à, Cái code mình này à. Mình dùng à, mình vẫn dùng à, JavaScript um, version 3 Chạy về SDK của AWS thì các, mình cũng đang có một cái story về JavaScript viết auto Automation là có khá nhiều cái thú vị ở đây các bạn có thể xem trên Uh, cái playlist về automation của mình uh, trong này mình sẽ viết cái describe cluster command này xem này running task service số lượng service đang chạy này service số lượng service mình có một service ở đây thôi các bạn thấy không ạ chúng ta có một cái default service trong cái default service này chúng ta có một nghìn task rồi mình có thể xem được cái pending task running task là bao nhiêu ha rồi câu hỏi để các bạn vừa học vừa ôn lại bài cũ ha thì việc cái cấu hình của cái run cái container này á nó sẽ uh, cần những cái quyền nào làm cái thứ nhất cái thứ hai mình sẽ cấu hơn là task role này task execution role. mình thề các bạn luôn là bản thân mình mình làm cũng cái ACN này cũng khá nhiều mà. nhưng mà ấy, mình vẫn hay bị nhầm lẫn giữa cái task role và task execution role. cho nên là cũng nhờ vào cái bài này à, mình cũng muốn nhờ các bạn các bạn xem lại à, phần ổ kiến thức trước khi chúng ta đi vào những cái bài sẽ, sẽ đi sắp tới của chúng ta ok cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công ạ à.